Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay vẫn nhắc lại là tạp chí quốc phòng số thứ hai tháng 4 đã có. Quý vị nào muốn order thì liên lạc qua cái địa chỉ email trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com để biết thêm chi tiết. Riêng như quý vị nào đã order thì báo đã gửi đến đi vào tôi nghĩ rằng ngày hôm nay tất cả quý vị đã nhận đủ tất cả báo tại Bắc Mỹ và tại Hoa Kỳ riêng tại khu vực Âu Châu và Úc thì uh, nay uh, cuối tuần này hoặc là đầu tuần tới quý vị sẽ nhận được và nhớ email cho timbi biết là quý vị đã nhận được báo và đó là cái uh, thông báo của phòng đây là cuốn tạp chí quốc phòng đầu tiên của người Việt hải ngoại chuyên về các tin tức ở Á Châu Thái Bình Dương và ấn độ Dương liên quan tới quốc phòng các cuộc tập trận các biến cố và các những cuộc đối đầu tại đây sẽ được uh, đăng đầy đủ chi tiết và hình ảnh cho quý vị trong một cái tạp chí đầy, đầy trang màu và đây là một cái tạp chí rất là hiếm và hy vọng quý vị sẽ hỗ trợ cho tác phẩm cái sản phẩm đầu tay của TNP Channel cảm ơn tất cả mọi người và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần tin tức mỗi buổi sáng của chúng ta đầu tiên hết là tin bộ quốc phòng Hoa Kỳ đang tìm kiếm ngân sách khoảng 30 tỷ Mỹ kim trong cái ngân sách tài khoá của năm 2024 là 680 tỷ Mỹ kim à, yêu cầu là để có những cái hỏa tiễn có thể ngăn ngừa tất cả những cái hỏa tiễn gọi là siêu âm thanh hiện nay thì bộ quốc phòng cho biết trong một cái cuộc phát triển hiếm hoi về cái hỏa tiễn uh, siêu âm thanh và các cái ảnh hưởng của hệ thống này có thể chống lại được cái uh, tấn công từ bên ngoài đặc biệt là việc phát triển hỏa tiễn siêu âm thanh của nga và của trung quốc đang đe dọa tới hoa kỳ trả lời trên cái quỹ ban quân sự tại à, thượng viện à, đặc trách về chiến lược thì à, à, một trong những cái tiểu ban chiến lược về quân sự à, chủ tịch là thượng nghị sĩ august king của đảng độc lập ở tại tiểu bang men trong ngày 9 tây đã lắng nghe cuộc điều trần và trong đó ít nhất là bốn viên chức cho biết là hệ thống này có khả năng chống lại tất cả những cái loại vũ khí siêu âm thanh đồng thời không biết chắc chắn rằng họ có thể thử nghiệm và cái dàn phòng thủ này hay không à, và ông kiên đã không không vui lắm khi nói rằng nếu mà hỏi tôi về vấn đề chi ra hàng loạt những cái uh, tài chánh cho việc phát triển các cái loại vũ khí uh, gọi là siêu âm thanh và hỏa tiễn này chúng ta có khả năng để uh, uh, bảo vệ cho chúng ta và chống lại những loại vũ khí này hay không và trong đó thì uh, người được được xem là đã đứng đầu của cái kỹ nghệ sản xuất về hỏa tiễn của bộ quốc phòng là phó đề đốc John Hill à, cho biết rằng là về cả ở trên hàng không mẫu hạm thì đã có đầy đủ cái hệ thống chống lại các cái hỏa tiễn siêu âm thanh tuy nhiên về trên mặt đất thì chúng ta cần có một cái hệ thống hữu hiệu hơn và hiện nay thì phía navy tức là phía hải quân đang có loại SM6 tức là loại uh, hỏa tiễn này có thể uh, uh, sát hại được tất cả những cái hỏa tiễn đạn đạo và ngăn chặn tất cả những hỏa tiễn đạn đạo và nó sẽ À, có một cái hành động được xem là chặn đứng một cách nhanh hơn và chúng ta vẫn đang cần các các cái hóa tiễn đặt ở trên mặt đất để mà đối phó với các hỏa tiễn siêu âm thanh. Đây được xem là một trong những bản à, yêu cầu của phía Bộ Quốc phòng với số tiền lên tới à, 30 tỷ Mỹ kim trong tổng số 680 tỷ Mỹ kim của cái à, tài khóa dành cho quốc phòng vào năm tới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Chủ tịch Hạ viện ông Kevin McCarthy trong ngày thứ ba đã chỉ trích ông Joe Biden đang đe dọa là sẽ sử dụng và viện dẫn cái tu chính án số 14 để mà phủ quyết cái giới hạn nợ trần quốc gia và có thể dẫn tới tình trạng gọi là vỡ nợ. Ít nhất là hai nguồn tin chính trị đã cho biết như trên. Ông Biden trong ngày thứ ba xác nhận ông ta đang tìm kiếm việc sử dụng cái tu chính án số 14 là cái chọn lựa cuối cùng của ông ta trong số nợ 31.400 tỷ Mỹ Kim, cái giới hạn nợ trần trong cuộc đàm phán này và trong đó có thể vay mượn thêm để tránh tình trạng mà vỡ nợ của quốc gia. Tôi đang duyệt xét tới tu chính án số 14 và có thể à, tôi rất tôn trọng Larry Tripp người đã nghĩ ra được cái à, tu chính án này để có thể giúp cho hành pháp có thể làm việc đó là lời phát biểu của ông Joe Biden đưa ra và giữa lúc mà phía đảng cộng hòa tuyên bố rằng họ sẽ duy trì cái quan điểm và cái bản kế hoạch gồm 400 trang trong đó buộc chính quyền Joe Biden phải cắt giảm tất cả những chi phí của liên bang đổi lại là phía đảng cộng hòa sẽ tháo gỡ ra ít nhất là 1.500 tỷ Mỹ kim để cho chính phủ có thể vay thêm nợ và thấy à, hãy nhìn và nghĩ, suy nghĩ về điều này à, nếu quý vị là một người cho vay quý vị và nếu quý vị chỉ là tổng thống và quý vị à, sử dụng cái tu chính án số 14 để tìm cách gọi là ngăn cản cái vấn đề này và gần như là làm việc với những những người dân ở xung quanh vấn đề này quý vị sẽ đi một cái một một mình với cái đảng của quý vị đó là lời phát biểu của ông McCarthy đã đưa ra với ở tại Washington đây được xem là một trong những cái cuộc đối đầu gây gắt giữa đảng cộng hòa và ông Joe Biden trong vấn đề tháo gỡ cái giới hạn nợ trần quốc gia mà trong đó nếu như không kịp thỏa thuận thì ngày 1 tây tháng 6 là ngày mà có thể Hoa Kỳ bước vào tình trạng bị vỡ nợ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, dân biểu James Comer cho biết cuộc điều tra về gia đình của Joe Biden là có cái uh, gọi là ảnh hưởng một cách gọi là một cái mô hình ảnh hưởng và đầy béo bở ở trong gia đình của Joe Biden. Chủ tịch của Quỹ ban giám sát và uh, trách nhiệm của Hạ viện là ông James Comer trong ngày thứ tư chỉ ra cho thấy mà ông gọi đó là một cái uh, mô hình đầy béo bở về gây ảnh hưởng bởi gia đình của Joe Biden. Trong đó công bố tất cả những thông tin liên quan tới những liên hệ của gia đình này với những cái công ty ở nước ngoài thông qua những trung gian tại Hoa Kỳ và họ nhận trên 10 triệu Mỹ Kim từ các công dân ngoại quốc và công ty của họ có rất nhiều một số tiền đã đến từ những công ty Trung Quốc và đã được chuyển vào công ty của Hunter Biden. Đó là lời phát biểu của dân biểu đảng Cộng Hòa tại Kentucky đã phát biểu trong cuộc họp báo và nói rằng việc mà chuyển này là với cái các công ty của ngoại quốc với gia đình của Joe Biden và có rất nhiều những cái cuộc chuyển ngân với lại Joe Biden và trong lúc ông ta còn là phó tổng thống của Hoa Kỳ và có nỗ lực với những quốc gia đó. Và đây được xem là một trong những cái bản báo cáo mới nhất mà ông James Comer đã đưa ra và công bố vào ngày thứ à, thứ tư hôm nay trong buổi sáng trong cuộc họp báo và ông nói rằng giờ có hàng loạt các cái bằng chứng cho thấy lúc ông Joe Biden còn là phó tổng thống thì con trai của ông ta là Hunter Biden và các thành viên khác trong gia đình của ông ta đã có một cái à, âm mưu gây ảnh hưởng một cách béo bở và trong đó bao gồm luôn cả à, tòa Bạch ốc trong à, và họ đã co, cố tình phản đối tất cả những cái bản kết luận này. À, phía ông Comey cho biết ủy ban công có đầy đủ thông tin căn cứ trên những cái dữ liệu của ngân hàng và các cái chi trả từ 10 cho tới 12 và thành viên ở trong gia đình của Joe Biden thông qua những cái công ty gọi là LLC cho thấy họ đã có nỗ lực gọi là tìm cách che giấu hoặc là rửa những cái tiền mà đến từ Trung Quốc thông qua những nhân vật ở tại Hoa Kỳ và những đối tác của họ và họ nhận tiền không những của Trung Quốc và một số quốc gia trên toàn thế giới và Joe Biden lúc đó là phó tổng thống Hoa Kỳ gần như là ông ta đã dùng cái vị thế này để có thể trục à, à, lợi cho gia đình của ông ta tuy nhiên thì phát ngôn viên của tòa bạch ốc là ai anh sam à, trong một bản ghi nhớ gửi cho đài truyền hình Fox vào ngày thứ tư cáo buộc rằng là ông Comer đã cố tình dùng cái cuộc họp báo này để mà phát động ở trên truyền thông và tiếp tục có những cái mô hình được xem là cho là chính quyền Joe Biden đã có những quyết định đi ngược lại với quyền lợi của những người dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì đây là một những cái giống như những cái mà gọi là, ông ta gọi là vô căn cứ là tiền này đến từ đảng Cộng sản Trung Quốc đây là cuộc tấn công cá nhân và tìm cách gọi là có cái điểm về chính trị. Đây là lời phản bác từ phía tòa Bạch Ốc đưa ra. Tuy nhiên thì phía của ông James Comer cho biết căn cứ trên các dữ liệu của ngân hàng và các cái uh, hoạt động chuyển ngân của gia đình Joe cho thấy rằng số tiền đã lên tới cả triệu Mỹ kim đã được chuyển tới cho các công ty của ông Hunter Biden qua một đối tác của à, và hai một hai đối tác của ông Hunter Biden ở tại Hoa Kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay viên chức đương nhiệm và cựu viên chức của CIA đã được thuê mướn để viết lá thư và tung ra cái tin cho rằng cái laptop của Hunter biden là tình trạng nga tung tin giả đây là kết luận mới nhất của quỹ ban tư pháp và quỹ ban đặc trách về giám sát của hạ viện đã đưa ra một thành viên nằm trong cái quỹ ban duyệt xét về tất cả những tài liệu được, được viết dựa trên lá thư của các nhân viên đương thời và các cựu nhân viên của cơ quan tình báo CIA ký vào tháng 10 năm 2020 trong đó cho rằng cái laptop của Hunter Biden câu chuyện này là một câu chuyện truyền thống mà nga tung ra để gây nhiễu về thông tin Tuy nhiên lá thư này đã được ký bởi 51 cựu nhân viên tình báo và một số những nhân viên làm việc trong cơ quan CIA 5 ngày trước khi mà sau khi mà tờ New York Post mô tả câu chuyện về liên quan tới cái laptop của Hunter Biden và cho rằng đây là một trong những cái tin giả và lá thư này đã chỉ ra cho thấy là đã giúp cho Joe Biden thắng được cuộc bầu cử và Joe Biden đã sử dụng lá thư này để tranh cử năm 2020 nhắm vào ông Trump và sử dụng tất cả các cái cơ quan uh, truyền thông xã hội gồm có Facebook, Twitter và Google đã ngăn chặn cái câu chuyện của New York post và không cho nó công bố ra bên ngoài trong đó thì à, bản tin mới nhất cho thấy đàn cao đã, đã rất nhiều những nhân viên ở trong cái cơ quan tình báo và cựu nhân viên này đã cố tình làm việc và trước đó thì à, theo lời khai của một cựu viên chức của cơ quan tình báo cia trong đó đã được thuê mướn bởi chính ông anthony Blinken để đưa ra lá thư này và thúc giục lá thư này và lá thư này được biết là họ được tung ra để giúp cho Joe Biden đánh bại ông Trump. Trong khi đó thì nhân viên của liên bang đã bị ban, ban cấm bởi một cái đạo luật gọi là Hatch. Act, trong đó nghiêm cấm tất cả các nhân viên của liên bang sử dụng các cái uh, tài sản của liên bang để can dự vào các cuộc uh, hoạt động chính trị và tranh tranh cử chính trị đảng phái và giờ đây thì các nhân viên này đều biết rõ là cái tin này mà cái lá thư họ ký tung ra là sẽ tạo ảnh hưởng cho việc chiến thắng của Joe Biden và trong bản báo cáo được đưa ra trong ngày 10 tây thì đã được nhìn thấy bởi báo chí và một trong những người về uh, vợ của một cựu nhân viên tình báo CIA và bà này cũng làm cho cơ quan CIA có tên là Carrie Chenise, Janice B, bà này cũng đã cùng với bà chồng của bà ta ký vào lá thư. cựu gia phó giám đốc của cơ quan tình báo CIA là Mike Moro đã thuê mướn bởi ông. Uh, Anthony Blinken hiện nay là ngoại trưởng của Hoa Kỳ và trong đó làm việc trong chiến dịch tranh cử của Joe Biden để mà tìm cách gọi là uh, thu lượm tất cả những chữ ký của cơ quan tình báo CIA ngày 19 tây tháng 10 vào lúc 6 giờ 34 phút, Morrow đã gửi ra một cái phiên bản cuối cùng trong một bản tách mình trong đó dựa trên cái cái cơ quan mà và thông báo về những cái ca tin bảo mật của Hoa Kỳ và duyệt xét bảo mật của Hoa Kỳ gọi tắt là PCRB trong đó gần như là ông ta đã thúc đẩy nhiều nhân viên và cựu nhân viên tình báo CIA đã viết lá thư và ký vào trong lá thư này để tung ra trước khi mà có cuộc bầu cử và điều này đã giúp cho Joe Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một đội football, tức là đội bóng Canada của Georgia đã từ chối lời mời của tòa Bạch ốc. Bản tin mới nhất cho biết thì à, đội vô địch football của Georgia đã lên tiếng và từ chối lời mời đến à, viếng thăm Jordan tại tòa Bạch ốc trong một bản text minh đưa ra bởi một à, viên chức thể thao của cái à, đội banh này nói rằng là phía tòa Bạch ốc đã đề nghị à, cái à, đội vô địch này sẽ viếng thăm tòa Bạch ốc vào ngày 12 tây tháng 6. À, tuy nhiên đáng tiếc là cái lịch trình nó đã bị xung đột với lịch trình của các cầu thủ và tuy nhiên chúng tôi vẫn rất cảm ơn cái lời mời này và sẽ có cơ hội để chúng tôi có thể có dịp ghé thăm tòa Bạch Ốc. Đội Georgia đã thắng được cái giải của năm 2021 à, và trong đó được xem là họ đã mời được tới Washington vào năm đó à, khi mà đang có đáng lý họ được mời nhưng mà không mời được bởi vì lúc đó thì tòa Bạch ốc đang có chiến dịch giới hạn rất nhiều do đại dịch 19 và trong à, tháng 2 năm 2023 thì à, họ đã chính thức viết lá thư mời đội ban này tới tòa Bạch ốc để mà gặp gỡ với ông Joe Biden. Tuy nhiên thì à, phía đội banh này cho biết là họ đã không muốn tới bởi vì cái lịch đã bị xung đột với cái lịch mà à, đi à, đấu banh và đi, à, đi diễn thuyết ở một số các trường đại học với các sinh viên do đó họ phải từ chối lời mời của tòa bạch ốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, dân biểu George Santos đã đã tới đầu thú với lại cái à, cơ quan của liên bang sau khi ông bị truy tố một loạt các tội liên quan tới hình sự dân biểu hoa kỳ George Santos đại diện cho đảng cộng hòa tại New York đã bắt đầu phải chấp nhận cái việc mà ông ta sẽ bị bắt giữ và bị truy tố hình sự vào ngày thứ tư sau khi mà ông ta xuất hiện trên tòa các bản cáo trạng nhắm rằng ông santos nói rằng ông đã có những cái quyên góp không chính đáng và dưới cái gọi là những cái tiền mà được xem là không rõ ràng và trong thay vào đó thì ông đã sử dụng cái tiền này cho tất cả những cái hoạt động riêng của ông ta và kể cả trên cái thẻ tín dụng của ông ta ông bị cáo buộc là đã khai man về vấn đề tài chính của ông ta trong cái bản cung cấp cho quốc hội và trong đó đã nhận được cái tiền gọi là em thất nghiệp mà cái quyền lợi này mà ông ta đã đưa ra và trong đó thì bộ tư pháp của hoa kỳ cho biết là họ sẽ cáo buộc ông rất nhiều tội trong đó bao gồm luôn các cái tội khai man và ông đã tới đầu thú vào ngày thứ tư và cùng với việc mà từ chối không nhận tội theo tường trình của hãng thông tấn ap cho biết và dường như ông Santos sẽ có thể sẽ phải đối diện với rất nhiều án truy tố về hình sự. Ông đắc cử quốc hội vào à, mùa thu năm ngoái trong một cái chiến dịch mà được xem là à, có một cái à, vận động khá mạnh và trong đó thì à, nhiều nơi đã cáo buộc ông đã có cái sự khai mang về tình trình trình độ học vấn của ông cũng như là khai mang về vấn đề gọi là tài chánh của ông trong đó thì à, Ông đã có một cái số tiền lên tới 750.000 Mỹ kim của một cái quỹ ban hỗ trợ cho ông và vấn đề này đã không được rõ ràng và đã được đưa ra từ một cái công ty của gia đình ông ta là developer uh, developer organization được xem là đã chịu trách nhiệm cho việc mà gần gần như là ông ta đã tiêu xài số tiền gà gây quỹ tranh cử một cách bất hợp pháp đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay thì ông Elon Musk cho biết Twitter chuẩn bị đang có những cái uh, hệ thống để quý vị có thể gọi điện thoại qua Twitter hoặc là có những cái uh, message tức là có những cái uh, tin nhắn riêng. Ông Elon Musk cho biết là có thêm một số những cái công cụ mới dành cho trang Twitter, trong đó bao gồm luôn cả cái việc mà tin nhắn và sẽ có những cái uh, tin nhắn qua màn hình video tức là điện thoại à, trong đó thì à, gần như là một cái công cụ tương tự như Facebook vào năm ngoái ông cho biết là Twitter sẽ có tất cả mọi thứ ở trên cái trang app của họ và trong đó thì bao gồm luôn cả cái hệ thống tin nhắn và với những cái uh, tweet được xem là dài hơn thay vì như bây giờ được quy định một số chữ và hiện nay thì uh, nó sẽ có luôn cả phần âm thanh và video khi mà quý vị nói chuyện ở trên cái uh, trang message tức là cái trang mà tin nhắn của Twitter và nó sẽ được công bố trong thời gian tới. Đây là những cái công cụ mới mà Twitter đã đưa ra sau khi mà họ đang cố gắng theo đuổi kịp với lại cái trang Facebook và Instagram cũng đã có những cái công cụ tương tự như như vậy dành cho những người sử dụng và đây được xem là một trong những cái cuộc cải tổ mới nhất của công ty Twitter nhằm có thể phát triển thêm cái lượng người sử dụng sau khi mà ông Elon Musk đã mua lại vào tháng 10 năm ngoái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, công ty T-Mobile đã đóng lại một cái cửa tiệm quan trọng của họ ở tại San Francisco về tình trạng tội ác gia tăng tại đây. Công ty T-Mobile trở thành công ty mới nhất về bán lẻ đã phải rời khỏi thành phố San Francisco à, trong những tháng vừa qua sau khi mà tình trạng gọi là tội ác và trộm cướp để gia tăng tại đây. Công ty này có hai cái cửa tiệm ở tại San Francisco nằm ở khu Union Square và gần như là năm qua tháng trước đã phải đóng cửa cửa vĩnh viễn bởi vì tình trạng mà trộm cướp đã diễn ra tại đây và trong một cái bản uh, note đã được đưa ra bởi công ty T-Mobile với tất cả các khách hàng là nên tìm kiếm cái uh, cửa hàng của họ ở ngoài thành phố này và không nằm trong San Francisco. Đây là còn một trong những công ty mà bán lẻ của T-Mobile mới nhất đã đóng cửa sau khi mà công ty Whole Foods Office Depot và kể cả công ty Nordstrom cũng đã đóng cửa tại San Francisco à, sau khi mà nơi đây bùng nổ cái việc gọi là tội ác và trong đó à, theo cái quy định là dưới 950 Mỹ kim sẽ không bị truy tố tội đại hình và có thể sẽ là Mister Minor hoặc bị miễn truy tố. Điều này đã kích thích cho mức độ tội ác và trộm cướp ở San Francisco gần như tăng lên tới mức tột đỉnh và hiện nay San Francisco được xem là nơi có mức độ tội ác cao nhất ở à, trên toàn quốc và nhiều người dân đã phải rời bỏ san francisco vì tình trạng giới vô gia cư và, họ và những kẻ gọi là trộm cắp quá nhiều đây được xem là một trong những công ty mới nhất đã quyết định rời khỏi thành phố được xem là do nhóm đồng tính thống trị đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay giới chức hoa kỳ đã bắt giữ một người đàn ông tại boston và bị cáo buộc là cung cấp cho trung quốc một danh sách đen của những nhà bất đồng chính kiến Giới chức Hoa Kỳ trong ngày 9 tây tháng 5 đã bắt giữ một người đàn ông mà họ tin rằng đã bí mật cung cấp cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc một danh sách đen về các nhà hoạt động bất đồng chính kiến sinh sống tại Hoa Kỳ từ năm 2018 đến năm 2022. Người này tên là Li. Tan 64 tuổi, vốn là công dân Hoa Kỳ, sinh sống tại Brighton ở khu vực ở bên cạnh Boston đã bị truy tố tội âm mưu hoạt động gián điệp cho chính phủ nước ngoài mà không thông báo cho chính phủ Hoa Kỳ biết. Theo bản cáo trạng được công bố bởi tờ Boston Club và cáo trạng này nói rằng mục tiêu là âm mưu có hành động à, được à, kiểm soát trực tiếp bởi nhà nước Cộng sản Trung Quốc Trong đó là à, cung cấp tất cả những cái chi tiết, chứng từ và những cái à, danh sách của những người được xem là bất đồng chính kiến Và trong bản cáo trạng này cáo buộc là ông Lion đã tiếp xúc với các viên chức của nhà nước cộng sản Trung Quốc ở tại New York vào năm 2018 và cung cấp cho họ tất cả danh sách của những nhà cá nhân người Trung Hoa và những công ty ở tại Boston mà có cái thái độ chống đối nhà nước cộng sản Trung Quốc. Ông này cũng đã bị cáo buộc là đã tổ chức một cuộc phản biểu tình chống lại tất cả những người gọi là ủng hộ cho nền dân chủ tại Trung Quốc ở tại New York và cung cấp hình ảnh cũng như tin tức cho À, các cái gì nha nhà bất đồng chính kiến này cho Đảng Cộng sản Trung Quốc à, bao gồm cả tên tuổi và ông ta đã được thuê mướn chính thức bởi cái cơ quan mật vụ của Cộng sản Trung Quốc vào tháng 7 năm 2018 ông ta đã gửi cho các viên chức của nhà nước Cộng sản Trung Quốc một danh sách về à, cái à, ít nhất là một cựu sinh viên tin rằng là đã phá hủy một lá cờ của Trung Quốc ở tại Chinatown ở Boston và điều này cho thấy là ông ta đã hoạt động cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, công ty TikTok đã trì hoãn việc mà ra một cái trang shopping của họ ở trên trang TikTok Bản tin mới nhất cho biết công ty Biden là công ty mẹ của công ty TikTok đã trì hoãn việc mà sẽ đưa ra một cái trang shopping ở tại Hoa Kỳ theo tường trình báo cáo của tờ Wall Street Journal đưa ra ngày thứ tư. Một nguồn tin thân cận cho biết như trên. Và trang app này đang đối diện với áp lực Washington bao gồm luôn cả việc ban cấm bởi bớt nhiều thành viên trong quốc hội e ngại rằng người sử dụng uh, và dữ liệu của họ tại Hoa Kỳ có thể rơi vào tay của đảng Cộng sản Trung Quốc. Và việc trì hoãn này À, sẽ à, diễn ra từ tháng 4 kéo dài cho tới tháng 6. À giữa lúc đang có lo ngại là trang mạng này đang đe dọa tới an ninh quốc gia. Mặc dù họ nói rằng họ sẽ thúc đẩy cái việc buôn bán online ở trên trang mạng TikTok. TikTok đã có khoảng uh, tuyên bố là trong tháng 3 vừa qua họ có tới 150 triệu người sử dụng tại Hoa Kỳ và gia tăng từ 100 triệu năm 2020. Tuy nhiên thì họ đã không có cho biết cái uh, con số này từ đâu ra khi mà hãng thông tấn Reuters đặt câu hỏi với họ vào tuần trước, tiền trang này cho biết là họ sẽ có một cái uh, hoạt động về quảng cáo và trong đó sẽ tìm cách kiểm soát tất cả các nội dung uh, theo yêu cầu của um, và giám sát của phía Hoa Kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay Hoa Kỳ đã chính thức khai trương một cái tòa đại sứ ở đảo quốc Tonga và xác nhận các mối quan hệ giữa lúc mà đang có tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại Nam Thái Bình Dương. Bản tin mới nhất cho biết là Hoa Kỳ đã cho mở ra tòa đại sứ của họ tại đảo quốc Tonga vào ngày thứ ba và tái xác nhận lời cam kết gia tăng các mối quan hệ với các quốc gia ở và các đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương giữa lúc mà Bắc Kinh đang tìm cách gây ảnh hưởng tại đây. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Mattel Miller đã cho biết rằng là tòa đại sứ mới này đặt ở Tonga cho phép Hoa Kỳ có thể khai triển tất cả các cái nhân viên ngoại giao của họ và kể cả cái tiềm năng là bổ nhiệm một... À, À, người ở địa phương làm đại sứ của Hoa Kỳ tại Tonga và đây là một trong những cái uh, uh, hành động mà để thắt chặt các mối quan hệ và trong đó gia tăng lời cam kết của chúng tôi trong mối quan hệ song phương với những người dân tại Tonga và các đối tác của chúng tôi tại khu vực ở Indo-Pacific. Ông Miller đã đưa ra trong một bản statement. Loan báo này đưa ra giữa lúc mà ông joe biden có thể sẽ viếng tâm đảo quốc papua new guinea vào cuối tháng này trước khi mà ông ta có cái cuộc gặp gỡ với lại các quốc gia trong khối g7 và đây được xem là vị tổng thống đầu tiên đã viếng tâm một trong những đảo quốc ở nam thái bình dương trong vòng một thế kỷ qua và ông Biden sẽ gặp gỡ với thủ tướng của Papua New Guinea là James Marape và cùng với một số những lãnh đạo của cái diễn đàn các quốc gia Nam Thái Bình Dương để thảo luận về việc hợp tác và đối phó với những thách thức ở khu vực cùng với Hoa Kỳ và chống lại cái việc mà khí hậu toàn cầu bị hâm nóng, bảo vệ cho an ninh hàng hải cũng như là thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng ở khu vực này. Đây được xem là một trong những cái chiến lược mới của Hoa Kỳ nhằm tạo ảnh hưởng trở lại ở Nam Thái Bình Dương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và của Trung Quốc. Trong khi đó thì Bắc Hàn đã lên tiếng cảnh báo Nhật Bản trong việc mà tham gia chung cái dự án về nguyên tử giữa Nam Hàn và của Hoa Kỳ. Ngoài bộ ngoại giao Bắc Hàn trong lời ngày hôm nay đã lên tiếng cảnh cáo Nhật Bản là không nên tham dự vào một cái uh, uh, do, uh, cái tổ chức do Hoa Kỳ thành lập có tên gọi là Nuclear Consultative Group tức là NCG giữa Nam Hàn và nhà phía của Hoa Kỳ và trong đó có thể sẽ gây ra bất ổn ở khu vực nhóm này đã đã được thực hiện và được loan báo bởi Tổng thống Nam Hàn là Yoon Seok in trong lúc mà ông viếng thăm Hoa Kỳ vào tháng trước cùng với lại tìm cách là Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ cho Nam Hàn trong vấn đề nguyên tử và đối phó với sự tranh chấp có thể xảy ra trong tương lai với Bắc Hàn nếu như mà nhật bản tham gia vào cái uh, tổ chức liên minh quân sự mà do phía nam hàn và hoa kỳ thực hiện điều này có thể sẽ đẩy khu vực bắc á vào bất ổn và sẽ dẫn đến một ngọn lửa trên mặt biển và điều này sẽ là một cái điều tờ không tốt cho khu vực đó là lời phát biểu của người đại diện bộ ngoại giao của bắc hàn đã đưa ra khi mà nhật bản có ý định tham gia vào cái uh, vòng nguyên tử này Lời phát biểu đưa ra giữa lúc mà ông Thủ tướng Fumio Kishida, người đã có chuyến viếng thăm và Nam Hàn vào hôm thứ Bảy tuần trước, đã chỉ trích À, rất mạnh mẽ cái 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 gọi là cái hành động của Bắc Hàn và trong đó họ chấm dứt cái cuộc gọi là căng thẳng giữa Nam Hàn và của Nhật Bản trong vòng 12 năm qua và đây được xem là một trong những cái tổ chức nguyên tử nằm ở trong cái bản tuyên cáo Washington gọi tôi có tên gọi là Washington Declaration trong đó thì sẽ nâng cấp và giúp cho Nam Hàn có thể có được cái dàn nguyên tử để đối phó với tình trạng đe dọa từ phía của Bắc Hàn và giờ đây thì có vẻ như Nhật Bản đang muốn tham gia vào cái NCG này chung với Nam Hàn và của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay, một công ty cung cấp nguồn trà, nguyên liệu cho chip điện tử có tên là Entercris sẽ mở ra một công xưởng lớn của họ tại Đài Loan. Bản tin mới nhất cho biết thì Enter Chris Incorporation, một công ty lớn của Hoa Kỳ cung cấp nguyên liệu để sản xuất về kỹ nghệ chất bán dẫn tức là TSMI Conductor sẽ mở ra một công xưởng lớn của họ và được xem là công xưởng lớn nhất thế giới của họ ở tại thành phố Cao Hùng vào ngày thứ tư. Công ty này đến từ Berlirica ở tiểu bang Massachusetts và đầu tư khoảng 500 triệu Mỹ kim vào trong cái dự án này theo tường trình cho biết và nó gần như là sẽ mướn tất cả những nhân viên full time ở tại Đài Loan à, với sự hiện diện từ 720 người và có thể trên 1.000 người sẽ được làm việc trong cái công ty này với cái mức ta gọi là chu vi công ty này là 54.000 square mà, mét vuông ở tại thành phố phía Nam gọi là Taiwan Science Park tức là cái công viên khoa học của Đài Loan và trong đó gần như là sẽ thúc đẩy việc cung cấp nguồn nguyên liệu để sản xuất về semi conductor đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, Bộ Nông nghiệp Cộng sản Việt Nam lại lên tiếng cho rằng cái việc mà Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá trên biển Đông là một hành động vô giá trị và trong đó họ lại khuyến khích các cái ngư phủ Việt Nam tiếp tục đánh bắt cá trên biển Đông nhưng lại không kêu gọi phía Hải quân và lực lượng Hải quân bảo vệ cho phía của các ngư dân Việt Nam. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa gửi một công văn cho các cái khu vực xung quanh mặt biển và nói rằng việc Trung Quốc yêu cầu tạm ngừng đánh bắt cá trên biển Đông là một cái văn thư vô giá trị và khuyến khích các cái ngư phủ ở tại dọc theo bờ biển của Việt Nam vẫn tiếp tục đánh bắt cá trên biển Đông và trong đó thì bộ này đã kêu gọi và khuyến khích là sẽ thực hiện các cái cuộc đánh cá ngoài khơi từ À, gọi là 12 hải lý ở bên ngoài cái biển việt nam cho trong đó bao gồm luôn cả cái vùng đặc quyền kinh tế của việt nam ở khu vực bắc bộ đây được xem là một trong những cái quyết định của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đưa ra sau khi mà có cái thông báo của trung quốc cấm đánh bắt cá trên biển đông tuy nhiên thì bộ này đã không gửi công văn cho phía hải quân yêu cầu bảo vệ cho các cư dân nếu lỡ như bị trung quốc đã bức hại ở trên biển đây được xem là một trong những cái phản ứng về à, của phía việt nam bằng à ngôn ngữ và bằng văn thư trong đó gần như là họ phản đối việc đơn phương cấm đánh bắt cá trên biển đông đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình việt nam ngày hôm nay liên quan tới cái vụ án của bà nguyễn thị thanh nhàn thì một trong những nhân vật được xem là đặc trách về điều tra của bộ công an đã bác bỏ tin cho rằng là bà Nguyễn Thanh Nhàn đã bị bắt giữ và bộ công an đã giấu bà này lại để thực hiện tất cả những cái phương thức của họ hiện nay đang có những vụ án đưa ra xét xử từ bị can chuyển thành bị cáo giờ đã chuyển thành bị án tức là những người đã có bản án phải chịu trách nhiệm thi hành bản án và chúng ta cũng sẽ quyết tâm thi hành giờ chưa bắt được chứ không có chuyện bắt được rồi giấu. Đây là lời phát biểu của một nhân vật của Bộ Công an đưa ra sau khi mà có nhiều câu hỏi liên quan tới các vụ án vạn tình Phát, AIC và Việt Á. Ông này được xem là à, nằm ở trong cái ban thường trực chỉ đạo của Trung ương để ưu tiên cho tất cả những cái à, bảo vệ cho cái gọi là cái à, chế độ cai trị và ông ta cho biết là đang tiếp tục điều tra vụ Việt á và trong đó sẽ còn kéo dài bởi vì vụ án này khá phức tạp và liên hệ rất nhiều đảng viên nằm ở trong cái vụ án này. Đây được xem là lời bác bỏ lần đầu tiên của Công an Việt Nam cho rằng với dư luận nói rằng là Công an có vẻ như đã bắt giữ được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và giấu đi. Và bây giờ ông này đã lên tiếng bác bỏ một cách công khai. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, vụ án Nguyễn Phương Hằng sẽ được à, chính thức để xét xử vào ngày 1 tây tháng 6 sắp tới đây và trong đó thì bà này gọi sẽ bị xét xử cùng với bốn người khác về cái tội mà cộng sản gọi là 331 tức là sử dụng livestream để xúc phạm cái à, quyền lợi của nhà nước tổ chức và cá nhân. Bà này 52 tuổi, vốn là tổng giám đốc công ty Đại Nam cùng với lại bốn người khác đã sẽ bị xét xử ở cái tòa án nhân dân của thành phố Hồ Chí Minh một cái cụm chữ mà cộng sản đã đặt cho thành phố Sài Gòn à, trong đó thì à, phiên xử này sẽ có gồm có 16 luật sư đại diện cho tất cả các à, người được xem là bị cáo và riêng bà Hằng thì có khoảng sáu luật sư đại diện cho bà ta trong đó thì nhiều nhân vật khác cũng đã được à, mời đến để mà triệu tập dự cái phiên tòa này trong đó gồm có chồng của bà ta là Huỳnh Uy Dũng còn gọi là Dũng lò vôi cùng với những người khác bao gồm có Hoài Linh, ca sĩ Vi Quanh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên và một người đã gọi là nhà báo là Đặng Thị Hằng Ni. Nguyễn Đức Hiển là phó tổng biên tập của báo pháp luật ở tại cái tờ báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Bà Lê Thị Dầu Trương Thị Việt và Đinh Thị Lan, đây là những nhân vật sẽ được triệu tập tới trong cái phiên tòa xét xử cái điều luật hình sự 331 đối với bà và bà Phương Hằng và trong đó gần như là bà này sẽ đối diện với cái án truy tố và tội danh có thể dẫn tới bà nhiều năm tù. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Việt Nam ngày hôm nay, lần đầu tiên báo chí cộng sản đăng ra cho thấy là hai cụ công an đã tham gia một vụ cướp tiền Bitcoin ở tại Việt Nam và trong đó họ cho rằng là à, nạn nhân đã sở hữu rất nhiều đồng Bitcoin và tổ chức một cái cuộc gọi là cướp đồng Bitcoin và hai kẻ này là hai cựu công an một người tên là Nguyễn Quốc Dũng 41 tuổi một người tên là Nguyễn Anh Tuấn 29 tuổi đều là cán bộ và đảng viên Đảng Cộng sản và phụ trách cái bộ công an ở tại quận 5 đã thừa nhận là ông họ đứng ra tổ chức cho 16 người tổng cộng đánh cướp tài sản là tiền Bitcoin trị giá gần như là gần một triệu rưỡi Mỹ Kim trên cái cao tốc gọi là Long Thành dầu dây ở tỉnh đồng nai và theo cáo trạng cho biết thì họ đã nhắm vào nhân vật có tên là n tức là họ không dám viết tên thật của người này và trong đó là tư vấn để bán tiền bitcoin và trong đó bị mất sạch tiền và nhân vật tên tài đã âm mưu cùng với lại nguyễn quốc dũng và nguyễn anh tuấn để tổ chức cướp tiền bitcoin từ nhân vật tên n này đây được xem là một trong những vụ án hiếm hoi mà liên quan tới việc cướp tiền điện tử tại Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trả lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!